Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Cua Hải Chó Bản Địa Việt Nam. Thì trước mắt các bác đây là một em hơm hơm cộc đen nhá các bác nhá. Được VIP luôn, cộc tịt. Đấy, có 3 sợi lông trắng ở ngực thôi. Cái đấy là không quan trọng gì, con này là... Nói chung là đen tuyền rồi các bác ạ. Đầu thủ thì quá tuyệt vời các bác. Tai dựng tự nhiên. Đấy, tai sò này các bác này. Mặt đẹp, đuôi cộc tịt. Chuẩn hạt gạo luôn. Chân tay thẳng tắp. Em này hiện tại là được 10 tháng tuổi. Và trạng hiện tại là 24kg nha các bác nhá. Đầu to như cái nồi cơm điện luôn. Quá khủng khiếp em hơm hơm cộc này. Đấy, hôm nay chủ nuôi là nhờ em quảng cáo và chuyển nhượng hộ. Ông anh là Tết nhắc đến nơi rồi, ông không có thời gian chăm. Đấy các bác nhìn này. Mõm to này, mõm to một cái đầu tay, bàn tay luôn. Đấy, răng trắng buốt nha các bác nhá. Quá đẹp luôn, tài thẳng tưng. Rất đẹp nha các bác nhá. Đấy, chân tay thẳng tắp này, giữ chưa. Mõm to, mõm hộp này. Tai vuông góc với đầu mặt 90 độ luôn. Quá đẹp. Nếu bắt nào bắt con này thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại em là 0375 519 820. Em ghi trên màn hình nhé. Đấy. Rất là đẹp này các bác này. Đuôi cục tịt. Mõm to. Rất đẹp này. Để các bác nhìn này, ui trời, đuôi cục tịt chuẩn này, chuẩn hạt gạo luôn này, đuôi này cục tịt luôn, tịt ngỏm luôn các bác. Đây, em sờ đuôi cho các bác xem này, đấy đuôi cục tịt luôn này, quá là đẹp, khung to, mõm to, tai dựng đứng luôn, quá đẹp. Đấy, con này rổ cũng mềm nha các bác nhá. Đấy, ông anh mình nhờ mình hộ chuyển nhượng lại con này. Vì sắp đến Tết rồi, ông không thời gian chăm, ông phải về đi xuyên Tết. Ok, mặt mũi rất đẹp này. Răng đủ. Lưỡi đốm. À, răng đủ nha các bác nhá. Răng trắng tinh luôn, 10 tháng tuổi này. Lưỡi đốm này. Nó không cho xem ở đây, lưỡi đốm đầu lưỡi này các bác này. Đấy. Răng đủ đen. Nói chung là đen tuyền này. Đen 99% là đen tuyền này các bác ạ. Đấy, nhìn mặt này. Trời, tợn chưa? Tai thẳng tắp luôn các bác ạ. Quá đẹp. Giang đứng này. Quá đẹp luôn các bác ạ. Đấy, bác nào bắt con này cứ liên hệ với em nhá. Bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây đây. Chúc các bác xem video thật là vui vẻ các bác nhé. Đấy, bác nào bắt con nào cứ liên hệ với em. Số điện thoại em là 0375 519 820. Cua Hải Chó Bản Địa Việt Nam. Đấy, cùng ngắm em một xíu nữa này. Rất là đẹp. Quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Rồi, chân tay thẳng tắp, lưỡi đốm, răng đủ. 10 tháng tuổi, 24kg.